máy quay GSX cho anh em xem ưu đãi giảm giá đang được áp dụng tại Suzuki Bộ Anh nhé. Đây GSX phiên bản R150/2020 hiện tại đang bán với giá ưu đãi là 69 triệu. Đây, tất cả các phiên bản hiện tại ở Suzuki Bộ Anh là phiên bản 2020 hết này, các màu luôn. Hơi xa một tí, phiên bản màu xanh này, màu đen và màu đỏ đen, tất cả đang được ưu đãi chỉ còn là 69 triệu tại Suzuki Bộ Anh Thái Nguyên ạ. Xe mới 100% nhé. Đấy, màu đen vành đỏ này, xanh vành đen này, tất cả đều là hàng chính hãng Suzuki Việt Nam và là mới 100% hết. Hơi xe nó hớt xếp hơi chật tí, anh em thông cảm. Đấy là bản R, còn đây là bản GSX Bandit. GSX Bandit thì cũng đang được ưu đãi là 64 triệu, giá cũ 69 triệu. Đấy, GSX Bandit thì hiện tại Suzuki Bộ Anh đang còn màu đỏ, màu đen cũng có. Đấy, đây là bản màu đỏ. Còn bản GSX bản S thì đây, dáng neckline màu đen mờ và màu xanh GP. GSX bản S thì bây giờ đang được ưu đãi còn 64 triệu thôi ạ. Khuyến mãi gọi là 5 triệu rồi. Quá rẻ rồi. GSX bản S cũng rất đẹp nhé. Đấy, màu xanh GP hoặc là màu đen, đen mờ. Ngoài ra thì Suzuki Bộ Anh bên em vẫn còn các dòng xe khác của Su, đấy là Su GZ, Satia này, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Suzuki Việt Nam. Đấy, tem chiếc hải quan đầy đủ hết, nhập khẩu 100% Indonesia. Đấy, rider cũng đầy đủ. Rồi, anh chị em nào có nhu cầu thì cứ lên đại lý xem xe trực tiếp,